Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ tay cầm chơi game. Cái thiết bị này nó kèm thêm một chiếc joystick nữa và một chiếc tay cầm nữa. Bộ này chơi game liên quân cho những người ví dụ như mô tay rất là ok, chơi rất là ngon. Giờ mình sẽ mở hộp ra. Memo King, đây là Memo King. Thì nó gồm có một chiếc joystick và một chiếc tay cầm. Đây, bề ngoài của nó thì đầu tiên là một cái điện thoại. Đằng sau của nó thì gồm có một chân giá đỡ. Đây, chiếc joystick này chúng ta tháo ra. Chúng ta có thể sửa chữa các tháo joystick này ra. Đây. Đây chúng ta sẽ đút ở dưới này. Đây bên này dưới nó có hai cái khe này. Chúng ta sử dụng điện thoại. Đây chúng ta sẽ kẹp vào đây. Và cái do sự tích chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, chúng ta sẽ kim chặt vào đây. Đấy, khi chúng ta chơi game này không bị lay, không bao giờ bị lay chuyển nhá. Và chơi rất là phê và sướng. Bây giờ mình sẽ thử chơi game liên quân cho các bạn xem. Mình chơi bằng chiếc Mi 4 này nhá. Mình sẽ chỉ chơi thử thôi, chứ mình không chơi trận đấu, để cho các bạn thấy là chiếc này có thể chơi ngon như thế nào. Mình sẽ vào liên quân. Bây giờ liên quân rất là nặng, các bạn có thể tham khảo một số bài viết kỹ năng nhé. Đây mình cũng bị mồ hôi tay rất nhiều, ướt hết cả tay này. Và chơi mỗi lần chơi game liên quân này rất là khó chịu, bởi vì mồ hôi tay nó cứ ra hết mà cả màn hình nó bị loạn hết cảm ứng lên. Nào bây giờ mình sẽ cho đây. Cái này nó mà bị xa quá, các bạn cắm lại gần nhé. Rút lên và cắm lại gần. Mở lên để chúng ta chỉnh. Bây giờ mình sẽ vào tập huấn nhé. Đây, cho màn hình sáng lên. Giờ mình sẽ vào đợt huấn luyện đi, để thử cho các bạn xem. Cái máy này chơi cũng rất là lag. Mình sẽ thử cho các bạn xem thôi. Chờ một chút nó đang hoạt trận. Các bạn bị mồ hôi tay nhá, là chơi trên này rất là ngon mà các bạn. Mồ hôi tay hoặc là máy nó quá nóng thì chúng ta không phải cầm vào máy nữa. Bạn nào mua có thể liên hệ số điện thoại mình để trên góc màn hình nhé. Tay rất là ngon này. Xem một choán luôn này. Xoay rất là nhẹ nhàng, di chuyển rất ngon.
chơi rất là ngon nhá. Để xoay này, thoải mái cho cái này nó bị ghim chặt ở đây rồi, cho nên là nó không sẽ bị lệch hay là không sẽ bám nhá, rất là chắc. Đó. Đây, rất là chắc. Đây, còn các bạn nào muốn xem phim ấy, các bạn mở đằng sau này ra này, các bạn đặt vào đây này, đây thì các bạn sẽ để này. Đó, để thử chúng ta xem phim. Ngả ra này. Đó, để các bạn xem phim. Rất là ngon. Còn khi chúng ta chơi game, chúng ta sẽ đóng cái này lại. Rồi, và sau đó chúng ta chơi. Này, cái này thì có thể mở lên này. Đó, rất là tiện. Đóng xuống này. Đó. Chơi rất ngon. Chơi rất ngon này, xoay này, xoay 360 đều ok hết. Nó không bị trượt, trơn, rất là nhạy. Joystick này của nó rất là nhạy. Sản phẩm này của nó xịn nên là rất là nhạy. Nếu bạn đã mua có thể liên hệ bên mình nhé. Bên mình phân phối là sản phẩm này độc quyền tại Việt Nam luôn. Đây, các bạn chỉ cần mở lên, bỏ nhẹ ra nó ra thôi. Gập lên gập xuống để có thể tháo ra. Các bạn nào bắn súng có thể cắn thêm một cái nữa bên này. Đây memo mờ này. Rất là xịn. Đây, mở ra. Đậy vào đó, thành một cái chân để chúng ta xem phim. Rất là tiện và bối. Đây, và mua thì lại cho mình chơi sang nhiệt. Rất là hình nhé.